chiều hôm qua, Á khôi áo dài 2016 Phương Linh, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu quốc tế 2016, đã trao băng đeo Miss International Việt Nam 2017 cho Thùy Dung, Á hậu Việt Nam 2016. Việc này được thực hiện theo đúng tinh thần của các cuộc thi quốc tế, như một sự trao quyền đại diện cho các người đẹp dự thi từ người tiền nhiệm. Như vậy, Thùy Dung sẽ đại diện nhan sắc Việt Nam tham gia Hoa hậu quốc tế năm 2017. Và đây cũng sẽ là thông tin mở đầu cho phần tin giải trí ngày hôm nay. Các hoa hậu người đẹp vừa đến chúc mừng Á hậu Việt Nam 2016 Huỳnh Thị Thùy Dung chính thức là đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu quốc tế 2017. Sở hữu gương mặt xinh đẹp và thân hình chuẩn, Thùy Dung nhận được nhiều kỳ vọng trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Cô đang nỗ lực tập luyện tham gia các lớp kỹ năng để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 tại Nhật Bản. Nhiều giọng ca trẻ đã cùng góp mặt trong chương trình âm nhạc tỏa sáng lần thứ 5 vừa diễn ra tại nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Các ca sĩ lần lượt gửi tặng đến khán giả 12 ca khúc với chủ đề Bao La Tình Mẹ, thể hiện trọn vẹn cảm xúc và tình cảm thiêng liêng dành cho người mẹ của mình. Đây cũng là món quà đặc biệt để những người con dành tặng đến tất cả những người mẹ nhân mùa Vu Lan năm nay. Ca sĩ Trương Quỳnh Anh và team đã cùng nhau mở màn ấn tượng cho dạ tiệc cưới Welcome to Wedding Season vừa diễn ra tại Melissa Center Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là hai khách mời đặc biệt cùng nhiều cặp đôi trẻ đến tham gia miễn phí các nghi thức cưới đơn giản mà sang trọng. Team còn bật mí bí quyết thổ lộ tình yêu với một ca khúc sôi động mang đến những trải nghiệm ý nghĩa cho các cặp đôi dự định cưới trong năm nay. Hung thủ là vở kịch trinh thám hài mới ra mắt tại sân khấu kịch Phú Nhuận, kể về bi kịch trong một gia đình, người cha dưỡng chết nhưng nghi ngờ không phải do đột quỵ mà có cả một màn kịch phía sau, đến cùng ai mới là hung thủ. Với sân khấu dàn dựng 3D kết hợp âm thanh, ánh sáng và đạo cụ tương tác, vở kịch mang đến những cảm xúc rất thật cho khán giả. Vở sẽ diễn tiếp vào 17:30 ngày 2 tháng 9 tại rạp Phú Nhuận. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email toancanh24giờ@gmail.com. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18:30 phút từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ, Bảo Anh và Xuân Hiến thân ái chào tạm biệt.